9 giờ ngày 12 tháng 9, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương có mặt tại thôn Làng Nủ, Bảo Yên, Lào Cai kiểm tra công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Hôm nay khu vực Làng Nủ không mưa, công tác tìm kiếm được đẩy xa dần điểm bị lũ quét. Từ sáng sớm, công tác tìm kiếm được triển khai tại Làng Nủ. Theo Bí thư huyện Bảo Yên Hoàng Quốc Bảo, các lực lượng đã tìm thấy 42 thi thể nạn nhân vụ lũ quét ở thôn Làng Nủ. Khi nghe tin nước lũ gây sạt lở ở nhiều điểm ở Lào Cai, bà Nông Thị Hến gọi điện về nhà nhưng không liên lạc được. Bất an, bà lên xe về nhà thì được hay tin là cả thôn gặp nạn. Ngồi tựa vào quan tài, bà Hến nói, hai vợ chồng con tôi ở thôn đã tìm thấy và chôn cất thi thể con rể. Con gái tôi đến nay vẫn chưa biết ở đâu. Gia đình có 4 người gặp nạn, 3 người chưa tìm thấy. Gia đình con gái bà Lý Thị Hồng, sinh năm 1982, có 7 người thì 5 người thiệt mạng. Con gái, con rể và cháu của bà đều mất trong vụ lũ quét Làng Nủ. Bà Hồng không khỏi bàng hoàng và tuyệt vọng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ. Nhà tôi ở ngoài kia mất hết liên lạc, không biết gì, ở đó cũng lụt nặng. Mãi tới chiều hôm đó có người vào báo tin thì mới biết là nhà con gặp nạn. Tôi đau thắt ruột gan, không thể tin vào hiện thực. Bà nghẹn ngào nói trong nước mắt khi chờ đợi tìm kiếm con cháu giữa đau thương. Thảm kịch của gia đình bà Hồng chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bi thương mà đợt lũ quét này đã để lại, gây ra tổn thất nặng nề cho người dân vùng núi. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ đêm ngày 7 tháng 9 đến hết 17 giờ ngày 11 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có 253 người chết, mất tích, bị thương. Trong đó có 72 người chết, 111 người mất tích, 70 người bị thương tại các huyện Simacai, Bắc Hà, Sapa, Văn Bàn, Bảo Yên. Thiệt hại nặng nhất là tại huyện Bảo Yên với 30 người chết, 83 người mất tích, 18 người bị thương và huyện Bắc Hà có 13 người chết, 21 người mất tích, 20 người bị thương. Ngoài thiệt hại về người, toàn tỉnh có 8.600 nhà ở bị ngập nước, sạt lở, lũ cuốn trôi. Hiện nhiều khu vực của các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bắc Hà bị ngập vẫn đang tiếp tục thống kê xác định được mức độ thiệt hại. Hơn 2.400 ha lúa hoa màu, ngô, cây trồng hàng năm v.v. bị ngập, gãy đổ, vùi lấp. Trên địa bàn tỉnh có 12 điểm đang bị cô lập do đường giao thông ngập nước sạt lở. Các tuyến quốc lộ chạy qua địa bàn tỉnh như quốc lộ 4, 4D, 279, 70 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông. Các tuyến đường tỉnh từ 151 đến 162 có rất nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông cục bộ. Đường do huyện xã quản lý bị sạt lở hư hỏng 537 tuyến với nhiều điểm sạt lở ta luy dương, ta luy âm, ngập nước, gây ách tắc giao thông. 65 trường học bị ảnh hưởng thiệt hại. Các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học từ ngày 1 tháng 9 và dự kiến nghỉ học đến hết ngày 13 tháng 9 nếu tình hình thời tiết ổn định. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai chỉ đạo huy động các lực lượng tại chỗ, bao gồm công an, quân sự, các cơ quan đơn vị, lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, người dân cùng nhiều trang thiết bị tiếp cận hiện trường, khẩn cấp thực hiện các biện pháp tìm kiếm cứu nạn, đưa người bị thương đi cấp cứu. Tuy nhiên, một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiếp tục có mưa lớn, lũ, sạt lở, nhiều tuyến đường đang bị ách tắc, công tác tiếp cận hiện trường để tiếp tục tìm kiếm người mất tích và công tác cứu hộ cứu nạn giúp dân sơ tán gặp rất nhiều khó khăn. Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết số người chết và mất tích do bão lũ ở các tỉnh miền Bắc đã lên tới 324 người chết và mất tích, trong đó 179 người chết, 145 người mất tích. Cụ thể như sau: Lào Cai 183 người, trong đó có 72 người chết, 111 người mất tích, gồm Bảo Yên 113, Sapa 9, Bát Xát 18, Simacai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2. Trong đó, lũ quét sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên ngày 10 tháng 9 làm 99 người chết và mất tích, trong đó có 26 người chết, 73 người mất tích. Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình, trong đó 29 người chết, 23 người mất tích. Yên Bái 44 người, trong đó có 40 người chết, 4 người mất tích, gồm thành phố Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 6, Văn Chấn 1, Trấn Yên 2. Quảng Ninh 13 người chết, trong đó chết do bão là 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão. Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn sạt lở đất, Bắc Giang 2 người chết do lũ cuốn, Hà Giang 2 người, trong đó có 1 người chết, 1 người mất tích, Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc 2 người, trong đó 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền, Tuyên Quang 3 người do lũ, trong đó có 2 người chết, 1 người mất tích. Phú Thọ có 10 người, trong đó 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất. Theo báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 5 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 như sau. Đã có đến 200 người chết và mất tích, trong đó 141 người chết, 59 người mất tích. Cụ thể, Cao Bằng 52 người tại huyện Nguyên Bình, trong đó 29 người chết, 23 người mất tích. Lào Cai có 66 người, trong đó 45 người chết, 21 người mất tích. Cụ thể, Sapa 9 người, Bát Xát 13 người, Simacai 7 người, Bắc Hà 15 người, Văn Bàn 2 người, Bảo Yên 20 người. Hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Yên Bái có 40 người do sạt lở đất, trong đó 37 người chết, 3 người mất tích, gồm Lục Yên 13, thành phố Yên Bái 20, Văn Chấn 1, Văn Yên 4, Trấn Yên 2. Quảng Ninh có 13 người chết, trong đó do bão là 12 người, lũ cuốn 1 người. Hải Phòng 2 người chết do bão, Hải Dương 1 người chết do bão, Hà Nội 1 người chết do bão, Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất. Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn, Hà Giang 2 người, trong đó có 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 9 người, trong đó có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người chết do sạt lở đất. Vĩnh Phúc có 2 người, trong đó 1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền. Như vậy, số người chết và mất tích đầu giờ sáng nay đã tăng lên 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10 tháng 9. Trong đó Lào Cai tăng 11 người, Sapa 1 người, Simacai 3 người, Bắc Hà 2 người, Bảo Yên 5 người, không thuộc khu vực xảy ra lũ quét sạt lở đất tại xã Phúc Khánh. Vĩnh Phúc 2 người. Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, hiện nay bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần trên khu vực phía Tây Bắc Bộ. Song hoàn lưu của bão vẫn còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 11 tháng 9 cho các tỉnh Bắc Bộ, nhất là khu vực Tây Bắc. Đáng chú ý trong đêm qua, đoạn đê sông Lô dài 10 m qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương được xác nhận bị vỡ. Thông tin tới phóng viên báo Lao động, ông Giang Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương xác nhận đê sông Lô đoạn qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao. Ông Giang Tuấn Anh cho hay đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10 mét, giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai nên không có thiệt hại về người. Công tác ứng phó đang được các lực lượng và nhân dân tích cực triển khai.